dụng của mật ong hoa cà phê. Mật ong có lẽ là sản phẩm khá quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam và mật ong đã có mặt trong từng gia đình với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như trong nấu ăn, trong làm đẹp hay bổ sung dinh dưỡng. Mật ong có vị ngọt tự nhiên nên được nhiều người yêu thích và sử dụng. Lợi ích thấy rõ, song sử dụng như thế nào và chọn mật ong loại nào là điều cân nhắc. Thị trường mật ong hiện nay khá đa dạng và phong phú như mật ong hoa nhãn, mật ong hoa cà phê và nhiều loài hoa khác. Trong số đó, mật ong hoa cà phê tự nhiên vẫn được nhiều người tiêu dùng ưu ái sử dụng hơn nhờ những đặc tính nổi trội so với nhiều loại mật ong khác. Hãy cùng Hoa Tây Nguyên tìm hiểu tác dụng của mật ong hoa cà phê tự nhiên nhé. Mật ong được hình thành trong quá trình ong đi kiếm ăn, hút mật, chất ngọt từ những bông hoa mang về tổ dự trữ để nuôi bầy đàn. Do quá trình chất ngọt được hình thành tự nhiên nên vị ngọt trong mật ong luôn được nhiều người yêu thích. Mật ong có nhiều loại tùy thuộc vào khu vực ong sống có loại hoa gì nhiều và phổ biến. Tuy nhiên, mật ong hoa cà phê luôn mang lại chất lượng và mùi vị tốt hơn so với nhiều loại mật ong thông thường. Phần do đặc điểm cây cà phê được trồng trên những vùng đất Tây Nguyên đầy dinh dưỡng và không khí thoáng đạt, nên vị ngọt trong hoa cà phê cũng có đặc điểm riêng. Vị ngọt ấy được bầy ong gom về thành sản phẩm mật ong cung cấp tới người tiêu dùng. Vị ngọt dịu tự nhiên và mùi vị cùng màu sắc vàng óng của mật ong hoa cà phê làm nhiều người yêu thích nên mật ong được sử dụng vào đời sống con người với nhiều mục đích khác nhau. Trước tiên, mật ong được sử dụng trong nấu ăn và trong làm đẹp. Trong nấu ăn, thay vì ướp bằng đường, khi nấu lên thực phẩm sẽ có độ ngọt hơi gắt vì mật ong mang đến một vị ngọt dịu thấm vào từng vị giác, mang lại cảm giác ngon miệng mỗi khi ăn. Hơn nữa, mật ong còn giúp trị ho, đau dạ dày khi kết hợp cùng với những dòng thực phẩm khác. Sau đây là những công dụng của mật ong hoa cà phê mà bạn không nên bỏ qua. Mật ong hoa cà phê được sử dụng để giảm cân hiệu quả. Mật ong hoa cà phê chứa phần lớn là các loại đường hoa quả hấp thụ trực tiếp, nên khi sử dụng mật ong thì có cảm giác đã đủ năng lượng để sử dụng cho cơ thể. Cùng với đó là một chế độ ăn uống cân bằng các chất dinh dưỡng và chế độ tập thể dục hợp lý sẽ tạo ra hiệu quả. Để giảm cân hiệu quả với mật ong hoa cà phê, bạn có thể kết hợp sử dụng mật ong với nước ấm, mật ong và chanh, mật ong và trà xanh, mật ong và cam, vân vân. Mật ong hoa cà phê được sử dụng để làm nguyên liệu pha chế các món nước thơm ngon bổ dưỡng. Do đặc trưng của mật ong hoa cà phê có đầy đủ yếu tố như màu sắc đẹp, đậm đặc, mùi thơm, vị ngon, nên đây là loại mật ong tốt nhất để làm nguyên liệu pha chế các món nước. Pha mật ong hoa cà phê với các món nước như nước cam mật ong, nước chanh mật ong, sinh tố hoa quả mật ong, trà hoa cúc mật ong, trà gừng mật ong, vân vân, làm cho những món nước này có vị ngon hơn, hấp dẫn hơn. Người sử dụng những món nước được pha chế từ mật ong hoa cà phê sẽ cảm nhận được sự khác biệt và có xu hướng muốn tiếp tục sử dụng nhiều hơn. Bạn tưởng tượng nếu trong gia đình mà cả nhà đều yêu thích và sử dụng những món nước này thường xuyên thì sẽ tuyệt vời biết bao. Cả nhà sẽ được tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng tự nhiên và tận hưởng những lợi ích tuyệt vời khác từ việc sử dụng mật ong. Hẳn bạn sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã lựa chọn mật ong hoa cà phê làm pha chế các món nước cho gia đình mình. Còn đối với những cửa hàng hoặc quán nước thì còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Khách hàng sẽ cảm nhận được sự khác biệt của những món nước của bạn, yêu thích hơn, quay lại sử dụng nhiều hơn. Mật ong hoa cà phê dùng làm gia vị chế biến những món ăn đặc sắc. Ngoài việc dùng pha chế những món nước thơm ngon bổ dưỡng, mật ong hoa cà phê nếu được sử dụng cũng mang lại sự đặc sắc cho những món ăn như sườn nướng mật ong, sườn xào chua ngọt, chim cút quay mật ong, tăng thêm phần hấp dẫn và mùi vị cho món ăn. Ngoài ra, mật ong hoa cà phê còn được sử dụng để ăn trực tiếp trong các món ăn, đặc biệt là những buổi ăn sáng. Món ăn phổ biến nhất với mật ong hoa cà phê là bánh mì chấm mật ong, một món ăn nhanh chóng, dễ thực hiện với nguyên liệu dễ tìm mà cung cấp năng lượng cho toàn buổi sáng năng động. Mật ong hoa cà phê dùng làm nguyên liệu bào chế những vị thuốc. Bản thân mật ong hoa cà phê đã là một vị thuốc, nhưng nếu kết hợp với những nguyên liệu khác sẽ tạo ra nhiều loại thuốc hiệu quả hoàn toàn tự nhiên để chữa trị những bệnh phổ biến hiện nay. Ví dụ, mật ong hoa cà phê kết hợp với chanh, quất, tắc, chanh đào sẽ có tác dụng trị ho hiệu quả cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Mật ong hoa cà phê kết hợp với tinh bột nghệ hoặc bột nghệ có tác dụng trị đau bao tử. Mật ong hoa cà phê là một nguyên liệu kháng khuẩn tự nhiên trong gia đình. Mật ong hoa cà phê hoàn toàn tự nhiên sẽ có tính kháng khuẩn cực kỳ mạnh và tác dụng kháng khuẩn này sẽ mang lại nhiều lợi ích trong gia đình như mật ong hoa cà phê có thể sử dụng sát khuẩn những vết thương do té ngã trời xước, thay thế cho oxy già hay cồn mà lại hoàn toàn tự nhiên.
Mật ong hoa cà phê có thể sử dụng để trị ho, làm sạch cổ họng, diệt khuẩn cổ họng, giúp bảo vệ thanh quản và trị dứt cơn ho do vi khuẩn. Mật ong hoa cà phê được dùng để trị những vết lở loét do nóng trong vòm miệng hoặc dùng để trị tư lưới ở trẻ em. Mật ong hoa cà phê được dùng để làm đẹp. Làm đẹp bằng mật ong thì không phải là mới, có vô vàn cách kết hợp giữa mật ong với các nguyên liệu tự nhiên khác để giúp làm trắng da, tẩy tế bào chết, dưỡng da, trị khô môi, mượt tóc. Nhưng để có được hiệu quả thì mật ong phải hoàn toàn nguyên chất và hoàn toàn tự nhiên như mật ong hoa cà phê. Mật ong hoa cà phê được sử dụng để thay thế đường mía. Đường mía glucose là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra căn bệnh tiểu đường. Những người có thói quen sử dụng đường do sở thích rất dễ dư thừa lượng đường trong cơ thể rất nguy hiểm. Thế nên sử dụng mật ong thay thế đường mía sẽ giúp những tín đồ hảo ngọt giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường mà không phải từ bỏ sở thích của mình. Tuy nhiên, hãy luôn sử dụng mật ong hợp lý, tối đa không quá 50 ml mật ong mỗi ngày và khám sức khỏe hàng năm để biết được những thông số của cơ thể và có một chế độ sử dụng thực phẩm phù hợp.